Thưa quý vị, thưa các bạn, mùa mưa bão năm 2016 được dự báo sẽ có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Ngoài nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn trong mùa mưa bão là nhiệm vụ quan trọng được ngành điện đặt lên hàng đầu. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, công tác chuẩn bị cho phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã được Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai từ rất sớm. Công tác chuẩn bị cho cái phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã được tổ chức sớm. Các đơn vị là phải kiện toàn lại cái ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, rồi xây dựng cái phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thành lập các cái đội xung kích và tổ chức cái công tác mà rà soát lại cái lưới điện để có những cái giải pháp mà củng cố các cái khiếm khuyết, khắc phục các cái tồn tại ở trên lưới điện rất là sớm để có thể vừa đáp ứng được cái yêu cầu cung cấp điện nhưng mà cũng là phục vụ cho cái trụ được trong cái thời điểm mà thiên tai. Là một thành phố ven biển, trong nhiều năm qua Hải Phòng phải gánh chịu rất nhiều hậu quả do bão gây ra, trong đó có hệ thống lưới điện. Tổng số tiền khắc phục hệ thống lưới điện của Hải Phòng do mưa bão trong năm 2015 vừa qua lên tới hơn 27,5 tỷ đồng. Năm nay, cùng với việc hoàn thành sớm công tác sửa chữa, đầu tư nâng cấp lưới điện, tăng cường trụ lực cho hệ thống cột điện, hợp tác với một số đơn vị trên địa bàn để tăng thêm lực lượng khi có nhu cầu là sẵn sàng đáp ứng nhằm khắc phục nhanh nhất sự cố không may xảy ra trên lưới khi có bão. Hàng năm thì bắt đầu cứ đầu năm thì chúng tôi trong công ty chúng tôi phải thành lập một cái ban kiện toàn lại cái ban chỉ đạo và phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, và qua các kinh nghiệm nửa năm ấy thì chúng tôi phải làm mấy nội dung công việc, phải triển khai kiểm tra ngay toàn bộ hệ thống lưới điện và ta xây dựng cái chương trình kế hoạch để các công trình nào đưa vào sửa chữa lớn thì ta phải đưa sửa chữa lớn, công trình nào cần phải khắc phục ngay để đưa vào sửa chữa thường xuyên thì ta phải đưa vào sửa chữa thường xuyên. Những năm gần đây ấy, là đối với điện lực Đồ Sơn ấy, là các anh có một cái công tác chuẩn bị rất là tốt. Ví dụ trước khi vào mùa mưa bão ấy, là phối kết hợp với chúng tôi là những đơn vị đứng quân trên địa bàn để đảm bảo tất cả những cái vấn đề mà nó liên quan đến mưa bão, ví dụ như cây cối và một số cái là nó nằm trên cái địa bàn hoặc là nằm trên cái mạng lưới điện ấy. Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới có địa hình phức tạp, đường dây điện dàn trải và đi qua vùng núi non hiểm trở, nhiều điểm đường dây đi qua các vị trí cột thường có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy do mưa lớn, nhiều vị trí có thể gây nguy hiểm và mất an toàn đến quản lý vận hành lưới điện. Vì vậy, năm nào công ty điện lực Lạng Sơn cũng chủ động trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đặc biệt là kiểm tra an toàn ở các vị trí cột vượt sông, suối, vượt đường giao thông, đường sắt, các vị trí cột có khả năng xoáy lở. Để ứng phó tốt với cái thiên tai trong năm 2016, thì chúng tôi đã thường xuyên kiện toàn lại ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của công ty. Ngay từ đầu trước mùa mưa bão, chúng tôi đã chỉ đạo từ các đơn vị trực thuộc là tổ chức tổng kiểm tra rà soát lưới điện để khắc phục kịp thời các khiếm khuyết. Trong đó thì đặc biệt lưu tâm đến các cái vị trí mà có cái nguy cơ bị sạt lở. Riêng năm ngoái thì có nhiều, nhưng mà năm nay mới là đầu mùa, mới có một cái trận lũ cái đợt mà gọi là cái lũ tiểu mãn ấy. Cái thuộc phần gia đình nào sau công tới gia đình tự khắc phục, còn các anh thợ điện các anh khắc phục rất là nhanh, hầu như là điện không bị mất quá một tiếng bao giờ cả. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, trong 7 năm qua, EVN-NPC đã tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn ở gần 4.000 xã. Với lưới điện cũ nát do được xây dựng từ rất lâu, EVN-NPC đã tiến hành song song việc thu xếp vốn đầu tư, cải tạo nâng cao hệ thống lưới điện hạ áp sau tiếp nhận để đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật vận hành, bảo đảm an toàn. Với đặc thù của địa phương, địa bàn, các đơn vị thuộc EVN-NPC đã có những giải pháp phù hợp với tình hình đặc điểm lưới điện từng khu vực cụ thể. Khi xảy ra dông bão, lực lượng tại chỗ sẽ là nòng cốt trong xử lý, khắc phục sự cố với yêu cầu trước tiên là bảo đảm an toàn điện trong nhân dân, sau đó mới đến công tác khắc phục, khôi phục điện để cung cấp cho nhân dân một cách sớm nhất.